Joshua và Oleksandr Usyk cho thời điểm. Medroom Boxing vừa công bố thời điểm chính thức diễn ra màn so căng giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk. Trong chia sẻ trực tiếp trên Instagram, Eddie Hearn xác nhận chính thức thời điểm diễn ra màn so căng giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk. Ông trùm của Medroom Boxing cho hay, thông báo chính thức về trận đấu giữa Joshua và Usyk, tôi không muốn nói là trong 2 tuần nữa vì các bạn đã chán ngấy việc này. Ngày thi đấu là 25 tháng 9. Về địa điểm thi đấu, nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Tottenham Hotspur Stadium, London. Trước đó, Joshua đã lên lịch thống nhất các đai hạng nặng với Tyson Fury tại Ả Rập Xê Út, song kế hoạch đã phải tạm hoãn vì Fury buộc phải tái đấu với Deontay Wilder theo quyết định từ Tòa án Hoa Kỳ. Nếu Joshua Fury cùng giành thắng lợi ở cuộc đấu của riêng mình, thì màn đại chiến giữa cả hai là điều không thể tránh khỏi. Lần gần nhất Joshua thượng đài là vào cuối năm ngoái, khi nhà vô địch Olympic chứng tỏ đẳng cấp bằng chiến thắng knockout trước Kirat Pulev sau 9 hiệp đấu. Với Usyk, tay đấm người Ukraine nâng chuỗi thành tích chiến thắng liên tiếp lên con số 18, với thắng lợi bằng tính điểm trước Derek Chisora. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Công Luis Ortiz tuyên bố, Usyk quá nhỏ con, Joshua nên đấu với tôi. Luis Ortiz đang hy vọng sẽ được tham dự một trận đại chiến thực sự trong tương lai gần. Tay đấm từng thách đấu hai danh hiệu thế giới Ortiz có trận chiến gần nhất vào tháng 11 năm ngoái. Ở cuộc thượng đài chớp nhoáng này, anh đã hủy diệt Alexander Forrest chỉ trong một hiệp. Hiện tại, ông lão 42 tuổi này vẫn đang là một thử thách đáng gờm ở hạng nặng, và Ortiz rất muốn đối đầu với những tên tuổi lớn nhất. Tuy nhiên không dễ để võ sĩ người Cuba tìm được một đối thủ như ý, vì thực tế anh không sở hữu một danh hiệu quốc tế nào trong tay. Ortiz nói, tôi từng đề nghị so găng với Dillian Whyte, nhưng cậu ta từ chối. Thế nên tôi hướng đến trận chiến với Andy Ruiz và Chris Areola, và một lần nữa câu trả lời là không. Ruiz muốn có một trận đấu mang tính khởi động khác. Gần đây, hội đồng phân xử đã yêu cầu Tyson Fury phải so tài cùng Deontay Wilder trong trận đấu kế tiếp. Điều này khiến cho cuộc đại chiến giữa tay đấm thành Manchester với Anthony Joshua vào tháng 8 một lần nữa bị trì hoãn. Không còn cách nào khác, Aussie buộc phải bảo vệ danh hiệu trước Oleksandr Usyk, người đang ở vị trí thách đấu đai vô địch WBO. Và theo Ortiz, cựu vương hạng bán nặng không đạt được yêu cầu về thể hình để có thể thắng Joshua. Lúc này Joshua không thể đấu với Fury, tôi cảm thấy mình và Joshua sẽ tạo ra một trận chiến bùng nổ. Vì vậy, Eddie Hearn, Joshua, Jay Jimenez, Luis de Cubat, and Haymoon, tôi ở đây và sẵn sàng, hãy tiến hành trận đấu thôi, tại sao phải chờ đợi? Cậu ấy đã biết ngay rồi, đừng đấu với Usyk, gã này quá nhỏ con so với cậu. Usyk là võ sĩ hạng bán nặng, hãy trao cơ hội cho tôi. Cậu cũng không cần đặt cược với những chiếc đai của mình, Ortiz trả lời Boxing Screen. Trong quá khứ, King Kong từng có cơ hội chạm trán Aziz vào năm 2019. Dù thế, anh lại lựa chọn tái đấu cùng Wilder, rồi thua sau 7 hiệp. Trong khi đó, Joshua đã đối đầu với Ruiz và hứng chịu thất bại đầu tiên ở giải chuyên nghiệp. Hiện tại, Ortiz mới chỉ thua duy nhất 2 trận, và đó đều là những cuộc đụng độ với Wilder. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua chê Deontay Wilder chưa đủ đẳng cấp. Anthony Joshua có một phát biểu đáng chú ý về Deontay Wilder trước tiên đoán về một trận đấu tiềm năng giữa hai người. Wilder muốn quay lại cuộc đàm phán nhằm thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Joshua. Nếu như anh phục thù thành công Tyson Fury giành đai WBC trong cuộc tái chiến vào ngày 24 tháng 7 tới. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Aziz, anh không cho rằng tay đấm người Mỹ là mối đe dọa với các danh hiệu WBA, WBO cùng IBF mà mình đang sở hữu. Nhà vô địch sinh ra tại Watford tin rằng oanh tạc cơ sắt đã thể hiện rõ hạn chế của bản thân trong trận thua Fury vào năm trước. Theo ý kiến của tôi,
anh ta không phải là võ sĩ ở đẳng cấp cao nhất. Wilder có tài, ở hạng nặng, mọi người đều biết một cú đấm có thể thay đổi cả trận đấu. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở hạng cân này, một tay đấm bước lên võ đài với chỉ một thứ vũ khí duy nhất. Trong trường hợp này, điều mọi người nói đến là cánh tay phải của anh ta. Khi bạn lên đến trình độ cao nhất, tin tôi đi, thứ đó sẽ không đứng vững, nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Với những gì chúng ta đã nhìn thấy ở những trận đấu đẳng cấp hàng đầu, Wilder đã gặp khó. Rất nhiều người trong chúng tôi chờ đợi cơ hội để đánh bại anh ta, Joshua chia sẻ với Skyport. Về phần Wilder, võ sĩ 36 tuổi ám chỉ rằng đã có một sự viện cớ được đưa ra khiến anh không thể chạm trán Aussie, người chuẩn bị bảo vệ danh hiệu WBO trước Oleksandr Usyk vào tháng 9. Rất rõ ràng là tôi muốn đấu với Joshua, không liên quan đến những thứ khác, và tôi thấy rằng họ đã chuẩn bị sẵn lý do để từ chối. Họ có kế hoạch bảo vệ danh hiệu phía trước. Không ai thực sự muốn đấu với tôi vào lúc này. Tôi không trách họ. Tiên đoán về cách mà mình sẽ thắng Aussie, Wilder cho biết. Đó là một phong cách hủy diệt. Joshua phản bác ý kiến của cựu vương WBC. Đây là lần đầu tiên tôi nói về Deontay Wilder. Tôi không biết sự viện cớ mà anh ta nhắc đến là gì. Tôi là một võ sĩ trọng danh dự. Tôi sẽ đấu với tất cả bọn họ. Trước hết là đối thủ tài năng Usyk. Wilder sẽ là một cái tên khác theo thứ tự, không vấn đề gì cả. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Chuẩn bị đại chiến Wilder, Fury đấu tập với người khổng lồ bất bại. Tyson Fury đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc so găng lần thứ 3 cùng Deontay Wilder. Tại Miami, lúc này vua Gipsy đang tập trung với một võ sĩ từng tham dự Olympic, Ivan Klitschko. Tay đấm 30 tuổi, người Kazakhstan từng hai lần giành huy chương đồng tại đại hội thể thao lớn nhất thế giới, lúc anh còn đang thi đấu ở giải nghiệp dư. Từ khi chuyển sang chuyên nghiệp, Klitschko chưa từng thua trận trong 9 lần thượng đài của mình, thắng cả 9 trận bằng knockout. Trong chuyến hành trình đến Mỹ, Fury dành phần lớn thời gian bên gia đình. Dù vậy, anh vẫn có được những trận đấu tập đầy giá trị để giữ vững phong độ. Sau khi giành lại công lý nhờ hội đồng phán xử tại quê nhà, Wilder đang đứng trước cơ hội có 1-0-2 để phục thù đối thủ người Anh ở cuộc tái đấu sắp tới giữa hai người. Điều này đã khiến Fury phải từ bỏ cuộc chiến thống nhất danh hiệu hạng nặng được lên lịch từ trước cùng Anthony Joshua. WBC đã yêu cầu tân vương đến từ xứ sở sương mù bảo vệ danh hiệu của mình trước Wilder vào ngày 24 tháng 7 tới. Về phần Klitschko, đại dịch Covid-19 thời gian qua đã khiến võ sĩ này không có nhiều cơ hội thượng đài. Giờ đây, nghệ sĩ knockout đang hướng đến cuộc chiến giành danh hiệu. Trận đấu gần nhất của tay đấm cao 2m06 diễn ra vào tháng 7 năm 2019. Thời điểm đó, anh đã tiêu diệt Nate Haven chỉ trong 2 hiệp. Sở hữu sức mạnh trong các cú đấm tương tự như Gennady Golovkin ở hạng trung, điều này mang đến cho Klitschko biệt danh Gennady Golovkin của hạng nặng. Có một điểm chung giữa Fury và Klitschko, đó là cả hai đều không thích Joshua. Anh ta vẫn là một võ sĩ giống như trước đây, luôn làm đối thủ yếu dần trong mỗi trận đấu mà mình tham dự, sau đó dùng sức mạnh ít ỏi của bản thân để đánh bại những người đã mệt mỏi đó. Tôi biết chính xác cách chiến thắng của anh ta, tôi đã từng làm được điều đó. Gã khổng lồ đến từ Kazakhstan muốn nói đến cuộc chạm trán của mình và Aussie tại Olympic 2012. Ở đó, Klitschko đã thất bại trước Joshua ở vòng bán kết với điểm số sát nút 11-13. Kết quả này đã tạo ra một số tranh cãi vào thời điểm nói trên. Anh ta biết rằng bản thân đã không thắng được tôi, Joshua không thể làm được điều đó. Anh ta có được sự hậu thuẫn của quê nhà và cuối cùng giành huy chương vàng. Giờ là thời điểm để Joshua chứng tỏ mình xứng đáng với thành công, chứ không phải được trao nó. Tôi đang ở đây với phong độ ổn định và đã sẵn sàng. Klitschko phát biểu thông qua WBN. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.